các bạn những hình ảnh mà quý vị các bạn đang được theo dõi trực tiếp được phát sóng đồng thời ở hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. Những người hâm mộ bóng đá. Như vậy hiệp 1 của trận đấu bắt đầu. Trong trận đấu ngày hôm nay thì người ta cũng đang chờ đợi những cuộc đối đầu giữa các cá nhân. Một pha xử lý rất thoải mái. Chuyền vào. Bóng đã được xóa lên. Tình huống sóng gió đã trôi qua. Pirlo. Arturo Vidal. Phối hợp rất nhịp nhàng. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng. Người sút cũng rất đẹp. Và người bắt cũng tung người đẹp không kém. Pha phá bóng không tốt. Rất chuẩn xác. Cuối cùng thì tỷ số cũng được mở. Cầu thủ cứ lòng chuyển giải tuyệt vời. Tỷ số của trận đấu đang là 1-0. Chúng ta đã được theo dõi những diễn biến của một trận đấu mà cả hai bên họ cuốn nhau vào một thế trận nhanh, cuốn hút, và với cách chơi này thì cơ hội có thể sẽ là rất nhiều. Không được. Chiellini. Xoay trở rất khéo. Chuyển đi. Mở biên đi. Đây sẽ là một cơ hội dứt điểm. Tiếp theo là quả sút góc. Chưa thành giờ đầu tiên trong trận đấu. Huấn luyện viên này quyết định đưa ra một sự thay đổi người. Đây sẽ là một cơ hội dứt điểm. Đường truyền vào rất nguy hiểm. Dứt điểm. Và bắt bóng rất tốt. Tevez dứt điểm. Quả đá phạt góc. Đó là một đường chuyền rất tốt. Pha cản phá rất đúng lúc. Không được. Cầu thủ này đã không thể thành công, rất đáng tiếc. Giuliano. Vidal. Isla. Mauricio Isla. Di chuyển ra biên. Cú đá mạnh từ rất xa. Trọng tài đã ngồi còi kết thúc hiệp một. Hiệp một. Chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của hiệp hai. Thế trận đang diễn ra một chiều. Pha đi bóng rất quyết tâm. Bóng đã ra ngoài sân. Một pha xử lý rất thoải mái. Dứt điểm. Không được. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Chiellini. Bonucci. Vidal. Pha chặn bóng rất tốt. Không thành công. Rất tốt. Và cản phá rất đúng lúc. Rất khéo léo.
Pha chuyền bóng hơi ẩu. Sebastian Jovinko. Pha đoạt bóng rất hay. Pha đi bóng rất quyết tâm. Quyết định đi kìa. Tevez. Pha xử lý không chê vào đâu được. Như vậy là cách biệt giữa hai bên đã được nhân đôi. Với tốc độ xử lý và độ chuẩn xác cao như vậy thì đứng trong khung thành đó là một vị thánh thì có lẽ cũng sẽ khó có thể tránh được một bàn thua. Tỷ số này đang là 2-0. Giuliano. Các cầu thủ khi chơi ấn tượng cũng thường có những cái nháy mắt kiểu như hôn gót và vẫn chưa được quên những thứ nháy mắt của Messi. Hay cả sự hài lòng của Ronaldo với trường hợp của Rooney tại World Cup năm 2006 khi Rooney bị truất quyền thi đấu. Xoay trở rất khéo. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Bóng đã ra khỏi sân. Tình huống nguy hiểm. Một pha bóng thực sự nguy hiểm. Sebastian Jovinko. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Sẽ có 3 phút bù giờ. Một pha lên bóng như vũ bão. Đây. Và đây là trọng tài đá lùi còi cúp trận đấu. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu quá hay và quá hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi buổi bình luận sau trận đấu.